Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay trong chương trình Book Alive, anh Khoa xin giới thiệu tiếp theo cùng với quyển tự truyện Đằng Sau Những Nụ Cười của Huyền Thoại Âm Nhạc Khánh Ly, để giới thiệu tiếp tục với tất cả quý vị hai chương tiếp theo, chương 18 và chương 19 của quyển tự truyện. Trước tiên, chương 18, gia tài mẹ chỉ có thế. Tôi vừa chia hũ cà cuối cùng, một cho Ngọc Minh, một trong cho bà nội của cô. Thế là hết 100 pound cà cha Nam Hải gửi cho. Tôi đã làm đúng lời cha dặn, chia cho mỗi người một ít, gọi là quà cha gửi tặng. Trong khi tôi lại là người được hưởng ít nhất, bởi bị cúm cả hơn một tháng, tôi chẳng dám đụng tới một quả cà. Vừa ngớt bệnh, chuẩn bị thâu băng, Giang lại bồi thêm một cú: "Này, đừng có ăn cà, khạn tiếng đấy." Đành nhìn thèm, nhìn các hũ cà to nhỏ trên tay các bạn. Bye bye. Chắc tương lai tôi khi về già sẽ gần gũi với ruộng vườn gia súc. Lần đầu tiên, những cây ớt tôi gieo trồng đầu mùa xuân cho tôi nhiều trái. Thích trồng cây nhưng lại không biết cách, lại lười tưới bón. Có khi đi hát xa cả tháng, về đến nhà cây cối chết tiệt. Năm nay chịu khó hơn, tôi thăm chừng mấy cây ớt mỗi ngày, kể từ lúc mới nhú trong chậu cho đến khi tôi đánh cây con trồng riêng ở ngoài. Đây là những cây ớt Việt Nam, tôi lấy giống từ nhà sĩ nguyên ở Úc. Ớt cũng từ Việt Nam qua Úc, rồi Úc nhập cảnh lậu vào Mỹ. Mọi người dọa: "Này, mang trái cây vào Mỹ là tội đó, tụi nó mà bắt được." Tôi cứ gân cổ cãi: "À, bắt được thì phạt chứ sao, tôi đớt sợ. Tớ có chỗ giấu." "Giấu ở đâu?" "Trong quần à." "Ớt mà dính vào đó cây, cây hết biết. Mà rồi bà có trồng được cũng không ai dám ăn." "Kệ cha tôi, tôi giấu chỗ nào là của tôi. Trồng cây đâu phải để hồng hái trái, ngó cũng vui mắt rồi. Muốn ăn, ra chợ mua chứ tội gì bức cây mình trồng." "Chỉ có em là điên như thế thôi." "Đoan bảo vậy, Hòa thì không trồng, lại đi trồng ớt, trồng sả, trồng rau, mà rồi lại không cho hái, không cho nhổ." "Ừ, em điên kệ em, muốn ăn muốn hái, muốn nhổ cũng được nhưng phải tùy." "Tùy cái gì?" "Tùy người em quý, người quý anh nhớ đến công em săn sóc, tưới bón." "Em thật là điên, còn vớ vẩn nữa, ai ăn mà chả thế. Còn bày đặt, lựa người rồi mới cho người ta ăn." "Kệ em, anh có công việc của anh, em có công việc của em. Công việc nào cũng cần sự suy nghĩ và lựa chọn." Hoàng Xuân Giang cười: "Đoàn nói đúng đấy, cây hết trái hết mùa phải tỉa, cắt bớt những cành yếu, cây mới mạnh, lứa sau sẽ có nhiều trái. Xả phải nhổ bớt nó mới đâm thêm chồi mới. Diện cơm lại một bụi đủ rồi. Ớt phải trồng chỗ nhiều nắng, phải thêm đất, thêm phân." Nghe lời Giang và nể chồng, tôi hai ớt đãi bạn. Tùng Giang, Du Miên ăn ớt như nhồng. Nhìn mấy trái ớt đen thẫm tôi đưa với cặp mắt khinh bỉ: "Mẹ ơi, cả hai người gần tè đái vì cay, gật gù được, ớt này được, bẻ ra đã nghe cay rồi." "Người nào trồng ớt cay là người tốt, tôi chẳng biết thầy Thiên có nói đúng không, vì thầy này là vua điện tích." Xong tôi vui vì đây là công lao của tôi. Ổi tôi ăn được nhiều ở nhà chị Hà, ở nhà chị Kiều Loan, ở nhà Elvis Phương, nhưng không ổi nào ngon bằng cái ổi tôi mua 15 đồng 6 năm trước. Đúng là ổi xá lị, ngọt, giòn và thơm. Ăn một miếng, sướng một miếng, nuốt tới đâu, sướng tới đó. Mùa đầu tiên nó chỉ có hai trái to hơn cái bát ăn cơm. Mấy năm nay trái khá nhiều nhưng nhỏ. Năm Lộc bảo tôi khi hết trái phải tỉa bớt cành, chỉ giữ lại những cành mạnh thì năm sau trái mới to. Tôi cứ thường thường tiếc tiếc như thế nào ấy, không chịu nghe lời. Nhìn cái cành cây đang lá xung xuê, bảo tôi phải cắt bớt á, tôi không nỡ. Tôi sợ cái cây nó đau sao. Cam cũng thế, bơ cũng thế, cứ để chín vàng cho đẹp. Đừng ai bứt trái bẻ cành của tôi. Muốn ăn thì đi mua, không tiền thì nhìn cũng đủ mát ruột rồi. Trái nào chín quá rụng xuống tôi mới ăn. Bơ nhà tôi ngon lắm, hột nhỏ, cơm dày, vàng và béo ngậy. Trái chỉ dành để biếu bạn, cho con dâu làm salad, vì mùa này ở Mỹ bán gần 2 đồng một trái ở trong chợ. Đấy, tôi chỉ có thế, gia tài của mẹ chỉ có thế. Tôi nói với con tôi như vậy. Và đó còn là những người bạn của tôi nữa, những người bạn không biết nói. Bảo Linh đưa vợ con lại thăm tôi. Nó nhìn tôi cười và bảo mẹ thích chó và cây vì nó không biết nói. Tôi cũng cười không trả lời. Con tôi đã thành nhân.
những cây hồng giòn, cây mận nhà du miên nặng chịu đến gãy cành làm tôi tiếc mãi, xót xa mãi như chính mình bị thương vậy. Cây ngọc lan vẫn là nỗi ước ao của tôi. Năm mới tôi sẽ mua một cây lớn có hoa, ngay khỏi phải chờ đợi. Mua cả hồng giòn nữa, nhất định mùa xuân tới tôi sẽ mua. Lúc đó có Hoàng Xuân Giang ở đây, sẽ nhờ Giang phụ một tay để đào đất. Tôi tự hẹn với tôi như vậy. Và khi tôi nói ra, Đoan bảo em muốn cái gì thì có trời xuống cản nổi, muốn mua thì mua ngay đi. Cái thích của tôi ngang với cái lười. Thôi để vào xuân đã, bây giờ gần đông rồi. Thế đấy, vẫn biết là muốn gì được nấy, không ai có thể cản được. Chính vì thế mà tôi ít muốn và muốn ít. Nhưng cái ít của tôi làm Đoan nhiều khi chạy xì khối. Muốn thâu băng là thâu ngay. Tôi lựa bài, tự dưng, tự đưa làm hòa âm, tự gọi điện lấy phòng thu, mặc cho Đoan tự động chạy tiền, không cần biết bao giờ mới phát hành. Cứ thâu, vì sao? Vì tôi thích chứ sao. Cuốn này chưa xong, nhồi thêm cuốn nữa, Đoan chạy tiền bở người mà không dám hé răng cằn nhằn. Bởi con điên nổi cơn á, thì còn mệt hơn lúc chạy tiền. Được cái Đoan cũng mê văn nghệ, hát hò. Có nhiều khi anh chỉ tôi cả cách diễn tả bài nữa. Em phải hát như thế này mới đúng ý của ông Sơn, giống như anh Giang đã chỉ em rồi đó. Rồi anh thản nhiên nhắm mắt nhắm mũi, tay múa loạn lên như đang trình diễn, như nhạc trưởng đang điều khiển một dàn hòa tấu. Trước mắt ông Thiện, ông Thiên, John, Mai và bác Lê Nguyễn, Đoan say sưa hát như khi trầm như lời thủ thủy, khi bỗng như tiếng kêu đau thương của người tuyệt vọng. Lúc đó là lúc anh hoàn toàn quên hết những cơn điên của tôi, quên hết cả cái cảnh chạy tiền, trả nhạc sĩ phòng thâu. Ngược lại, tôi nghĩ anh rất hài lòng. Có người bảo, mẹ, thâu gì mà thâu lắm thế, bán cho ai, bán cho chó à? Ấy, đừng nói thế, băng nhạc thì bán cho người chứ, sao mà lại bán cho chó, nói sao nghe nặng nề thế, không sợ à? Chả là chúng tôi có ông Tổ, và ông Tổ này nghe kể là một người ăn mày, do đó có cái lệ là ca sĩ, kiên không cho tiền những ai ăn xin, vì sao thì tôi không biết. Tổ rất linh, bên cổ nhạc thường xá tổ trước khi ra sân khấu. Tôi không làm vậy, chỉ làm dấu thánh giá, nhưng cũng e dè, không dám làm điều gì bất nhân, vì sợ tổ lấy lại nghề hay lọc tổ đã đãi. Thế nên tôi nghe nói những lời cay độc làm tôi sẽ làm lơ và tiếp tục công việc của mình. Tôi sợ một buổi sáng đẹp trời nào đó, mở mắt dậy, nói không ra hơi, khào như vịt, ngang ngỗng kêu, tôi sẽ tự tử chết cho rồi. Có gì đảm bảo đâu, Việt Nam mình có được bao nhiêu Kim Tước, Châu Hà, Thái Thanh, Mai Hương, Hà Thanh, mà đâu phải lúc nào cũng có, lúc nào cũng lấy rổ đông được. 35 năm cũng là quá nhiều cho một việc làm mang ý nghĩa, giá trị tinh thần nhiều hơn. Không hát được nữa, tôi sẽ làm sao? Với bao nhiêu tâm sự ngổn ngang, muốn gửi gắm qua các bài hát, chỉ có chết là hết chuyện. Lê Bá Chư cũng than buồn, ôi, đá cũng đổ mồ hôi sao? Tưởng chư không bao giờ buồn, không bao giờ biết buồn chứ. Băng nhạc nghe đâu cũng bán được gần chục ngàn cuốn. Dưới trướng là bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng, có tiền, đẹp trai. Lại một thân một mình tìm đâu chả ra người yêu, buồn cái nỗi gì? Buồn vì sao? Than buồn rồi, con muốn chết nữa. Gì mà ghê vậy? Có buồn thì cũng một ít thôi, chừa lại cho anh em với chứ. Buồn thì có danh giá gì mà dành về phần mình hết vậy? Ơi, chư ơi là chư, nếu quả thật có buồn thì về nhà, vào phòng đóng cửa lại, chửi thề một tiếng thật to, hát lên một tiếng thật to là xong ngay, đừng chết nhé. Uổng đời đẹp lắm, cũng còn những điều khả dĩ có thể yêu được, chẳng hạn như hội nhớ Huế của chư đó, cả bọn cười vang phòng thu. Đường về khuya vắng vẻ, Đoan cho xe chạy chậm chậm, lướt qua những trụ đèn. Anh lẩm bẩm hát theo một bài vừa thâu. Tôi im lặng nhìn ra ngoài, những trụ đèn trong đêm trong buồn bã lạ thường. Tôi nhớ những trụ đèn ở Đà Lạt, ở Huế, ở Paris, ở Canada. Những trụ đèn ở đâu trong bóng đêm cũng buồn như nhau. Xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm, mưa, nắng, những trụ đèn vẫn đứng đó im lặng. Trong tội nghiệp ghê đi, nó cũng biết đau đấy chứ. Nó cũng có những niềm đau của nó. Nó cũng biết buồn đấy chứ. Nó đang thở dài đó. Có ai đang nghe tiếng thở dài của những trụ đèn đó không? Người và xe vẫn thản nhiên lướt qua. Tôi nghĩ đến những trái ớt, những trái ổi đã chín mà tôi định hái sáng mai. Chương 19. Những điều rất nhỏ nhoi.
Một ngày đối với một người như tôi dường như hơi ngắn. Tôi chưa kịp làm gì thì trời đã tối rồi. Ngày ngắn nhưng đêm lại quá dài, không biết làm gì cho hết đêm nữa. Có người bảo cứ nghĩ đến việc sắp làm, xong càng nghĩ lại càng tỉnh nữa. Có người bảo cứ mở tivi coi, mỏi mắt sẽ ngủ. Còn cái phim dở thì mở qua đài khác, gặp phim hay, hấp dẫn quá quên ngủ luôn. Có người bảo tôi đọc sách cho mỏi mắt, sách hay quá, chuyện tuyệt vời, phải xem cho tới hồi kết, không bao giờ có chuyện ngưng nửa chừng, thì tìm sách dở mà đọc, chán quá sẽ ngủ. Nhà tôi không có chỗ cho những cuốn chuyện dở, lại đi mò tìm đọc những cuốn sách cho tới sáng trắng. Nhớ tới câu ru con ngày xưa, con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Tôi là con cò và tôi muốn lộn cổ xuống ao cho rồi. Nói ra thì bảo sao, cứ kêu rên hoài, than thở hoài, không kêu, không than, đâu là một chút tâm sự thôi. Không lẽ cũng bị cấm nữa, ở đây là xứ đàn bà đứng thứ hai chỉ thua con nít. Vậy mà, hở ra cái gì cũng bị cấm thì ít vui, kỳ quá. Vả lại, tôi đã nói rất nhiều lần là tôi chỉ viết và viết về tôi và các bạn của tôi mà thôi. Về bạn thì dù có bị bạn chửi cũng quen rồi, còn về chính tôi, nhiều điều để nói ra lắm. Viết ra, người lạc quan yêu đời sẽ cười dễ dàng vì những cái lẩm cẩm, ấm ớ của đàn bà. Người yếu đuối bi quan, lòng mềm yếu, dễ ngậm ngùi, thương cảm. Tôi chủ ý viết về các bà, các cô đọc chơi cùng phận đàn bà sẽ dễ chia sẻ, thông cảm những rắc rối về công việc, đời sống, chồng con, những điều rất nhỏ nhoi trong đời sống. Xong đôi lúc cái nhỏ nhoi đó làm ta đau đớn khôn cùng, đau mà không nói được, không cho nói thì chết sướng lắm. Đây nhé, sáng nay tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, mở ra tủ lạnh lấy đá đập nhỏ bỏ vào ly cà phê sữa chồng đã pha sẵn cho, xong bắt tay vào việc liền. Cái việc mà tôi rất sợ hãi, rất nản lòng điện thoại cho các đại lý, nhưng sao lại sợ, sao lại nản, bán được hàng thì có tiền để sống. Đó là một công việc quá nhẹ nhàng, dễ dàng và nhàn hạ mà. Đại lý nào cũng quý hóa, dễ thương, thăm hỏi dăm ba câu rồi là đặt hàng. Nhiều khi hai bên tâm sự ba điều bốn chuyện vui lắm chứ. Vậy thì sợ đây là sợ cái câu hỏi của các đại lý băng hay không, Khánh Ly? Làm sao tôi trả lời được? Nếu mời băng cho một người khác, tôi sẽ rất mạnh miệng để trả lời một cách hùng dũng rằng hay lắm, tuyệt. Bây giờ chẳng lẽ tôi lại khen tôi rằng hay? Dạ em không biết, xấu đẹp tùy người đối diện. Dạ chắc cũng không sao và không đến nỗi nào tệ lắm. Đại khái là như vậy. Cái thứ hai là sao băng cô mắc thế, làm sao bán? Cái này cũng khó cắt nghĩa, vô lý, lại đề cao băng tôi vì thế này thế kia nên phải bán giá cao, băng người khác vì thế kia nên họ bán giá hạ hơn. Cả hai tôi đều không nói được. Rồi các đại lý vẫn đặt hàng. Và rồi tôi vẫn rất sợ, rất mệt trong những lần phát hành băng. Mà nếu tôi không là người kêu cho đại lý thì không ai có thể làm được. Việc tưởng dễ mà không dễ. Tỷ như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên cho bà con té khơi khơi chỉ vì một sợi tóc vướng chân người ấy mà. Tỷ như chị Công Sơn đã vẽ ra bức tranh tuyệt vời Mặt Hồ Nổi Sóng, đời người đã lên đên chỉ vì một giọt nước mắt của em. Thấy không, chỉ một sợi tóc, một giọt nước mà biết bao trái tim thổn thức khổ đau. Nhưng đấy là cái thổn thức khổ đau vì yêu nên rất thơ, rất ngạt. Tôi đang đau khổ, tim cũng nhức nhói vì đã điện thoại lên liên chi hồ điệp. Cái khổ đau thổn thức rất người và rất khó. Đại lý mời lấy băng, lấy thêm băng cũ, ghi ghi chép chép. Chừng một tiếng đồng hồ, hai tay cổ mỏi nhừ, mắt muốn nổ đơm đớm vì cái kính lão mới thấy đường mà ghi chép. Việc tính tiền thì có misa hay đoan, chả là từ bé đến lớn, dù được đi học hết bậc tiểu học cậu kho chứ ít sao. Tôi cũng chưa bao giờ một mình làm được một bài toán, dốt thì cũng dốt vừa vừa thôi chứ, bao nhiêu cái dốt dành lấy hết làm sao sống, sao cái này không thấy ai dành. Như có lần bán băng cho ông Hoàng Ngọc Ẩn ở Houston, vừa điện thoại vừa tính tiền hơn ngàn anh Ẩn à. Tuần sau đó ông Ẩn qua Cali ghé nhà ăn cơm, Đoàn lấy sổ ra xem. Em cộng thế này mà cộng được à? Lấy ở đâu mà cộng ra thế? Tôi cười, thì anh cộng lại đi, sổ sách còn đó chứ có mất đâu, tiền thì vẫn nằm trong túi anh Ẩn, có sao đâu mà. Phải lớn tiếng với vợ, ngay cả đến việc xếp băng vào thùng tôi cũng không làm được nữa, vì xếp có thế nào cũng lộn, hoặc dư hoặc thiếu, Đoàn lại phải đổ ra và để ông xếp lại từ đầu. Nhưng những việc đó dễ thôi phải không? Cái khó và cái khổ nhất tôi đã gánh rồi, tôi đã phải gánh thôi, bởi vì chỉ có mình tôi biết ông Đoan
là chồng tôi, chứ đại lý biết ông Đoan là ai? Chẳng lẽ lúc đó là giải thích rằng tôi là chồng cô này, chúng tôi lấy nhau mấy chục năm rồi, xin mời quý vị mua băng của vợ tôi. Đoan không chịu làm. Người ta biết em và người ta quý em thì chỉ có em gọi được thôi. Đoan nhất định một hai gì cũng không. Mà thật ra Đoan không làm việc này là đúng. Thế thì giang ra cho con già này làm việc. Gọi điện thoại cho đại lý liên tiếp 3 ngày. Ngày nào cũng vậy, lúc buông cây bút, gỡ cái mục kính ra, tôi mới nhớ là suốt cả một ngày tôi chưa ăn gì. Đã nói là trong cái khổ á, nó có cái vui. Thực thà mà nói á, thì chưa có đại lý nào nỡ nói với tôi những lời nặng, chỉ nhẹ nhàng. Sao cô để băng giá mắc quá, thế thôi, và sau cùng cũng lấy. Nói nặng á, thì không nỡ, nhưng hốt hụi rồi, chạy luôn thì có. Khi thấy con số lên đến bạc ngàn, mà mình thì rách, bề nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Chị thông cảm, gửi cho em để em lấy băng mới đã. Điện thoại thăm hỏi, bèn được trả lời một câu cũng nhẹ nhàng, không kém. Ồ, mình sang tiệm rồi, để mình tính rồi mình gửi cho Khánh Ly ngay. Cái ngay đó hình như không bao giờ có. Nó có nơi, tháng trước mới order băng, tháng sau liên lạc lại đã đổi chủ. Ôi, dời cao đất dày ơi, chết em. May mà lâu lâu mới bị một vố, chứ nếu bị hoài vậy chắc tôi lên bàn thờ lâu rồi. Bình thường tôi làm cái gì cũng nhanh cả, đi đứng, ăn nói, làm cơm, rửa chén, 30 giây. Nhưng hôm nay là ngày phát hành video Một Đời Việt Nam của tôi, thì cả Đoan lẫn tôi cùng đau ốm bệnh hoạn. Hôm đi lấy video về, Đoan đã không khỏe, nhưng thấy ông em rể lệ mời, khiêng hết thùng này đến thùng khác, vô lý mình đứng ngó, vô lý mình chơi cái tình lờ, bèn hùng dũng ra cái điều không răng mô, nào hay già cả rồi chịu sao thấu, trật xương, cập xương gì ấy cũng không biết mà qua ngày hôm sau, chàng đi như người đau lậu. Vậy tôi ngủ riêng nên chàng kể cho hai sư phụ Thiện và Thiên, và tôi nghe là sáng nay chàng phải bò dậy, bò ra mặc quần áo, bò ra đi giày, bò ra xe và lái đi mua thùng giấy. Về đến nhà là chàng hô hào Misa, Cu và hai cô cháu gái từ Phila xuống chơi, ra xe quần tùng vào, lấy video lên bắt đầu làm việc. Còn cháu tôi, thay vì hôm nay đi biển chơi, bèn được giao cho lao động Vinh Quang. Xong chàng hứa sẽ chi tiền cho các con, cho các cháu đi Magic Mountain chơi. Ok, xong ngay. Từ trưa tới chiều, bỏ thùng hơn được 1000 cuốn. Mệt quá rồi, 6 giờ rồi, nghỉ cái đã. Tôi ăn vội miếng bánh chưng còn thừa ngày hôm qua vì đói quá rồi. Đứa nhỏ rút vào buồng coi TV. Sư phụ Trầm Tử Thiên lên chở Đoan hôm nay đi bác sĩ. Không biết bác sĩ Nguyễn Xuân Quang phán làm sao. Lúc chàng về, tay xách hộp Pioneer Chicken, mặt mày nhăn nhó, dám phải mổ lắm. Cái gì? Mổ chứ gì? Ngày mai đi chụp hình. Bác sĩ Quang nói là cái xương nó đè cái gân, có thế phải phải mổ thôi, không thì liệt luôn, phải chụp hình vào ngày mai. Tôi không đi với Đoan nên không biết cái xương nào đè cái gân nào. Không sao đâu anh, ở đây mổ sẽ là chuyện thường như người ta mổ gà vậy. Sư phụ Trầm Tử Thiên tay xách giùm Đoan Park Beer cằn nhằn. Tôi đã bảo rồi mà, ông đã bị cục xương một lần rồi là phải cẩn thận, già rồi cái gì bây giờ cũng sợ. Hai ông già ngồi giữa một đống thùng băng ngổn ngang. Số là cuối tuần ở Houston về, tôi bỗng bị trở lại cái căn bệnh nhức tay nhức chân. Thường thì bệnh này hay tác quái vào mùa lạnh. Mấy tháng qua tưởng đã đỡ, nhưng bệnh xong ở trong xương, làm sao mà rờ. Tôi ngủ không được, trong đèn đọc sách, chờ mắt mỏi, chờ đến 8 giờ sáng vẫn không ngủ. Đoan mở mắt, thấy tôi còn ôm cuốn sách nữa. Không hiểu vì sao lại cằn nhằn sau tôi mê chuyện không chịu ngủ. Phần vì đau nhức suốt đêm, phần thì mệt vì không ngủ. Tôi bỗng nổi cơn điên, phóng xuống giường tìm thuốc ngủ rồi ôm mền gối qua phòng con. Đoan hốt hoảng chụp tôi lại. Nhưng lúc đó cơn tủi thân đang lên cao. Tôi la bãi bãi, tôi nhất định không thèm ngủ chung. Tôi nhất định không làm phiền ai, dù là người đó là chồng hay con tôi nữa. Ấy cái tính tôi vậy, hay tự ái, tủi thân với chồng con. Do lúc đó Đoan bị đau tôi không biết, cứ nghĩ là chàng đau sơ sơ, đau ít thôi nhưng nhõng nhẽo một chút là để làm huề. Dù sáng hôm sau Đoan đã xin lỗi mà tôi vẫn còn chưa chịu huề. Đoan đau như vậy chỉ làm được việc nhẹ, đi bác sĩ thì nhờ sư phụ Trầm Tử Thiên, Thiện chở đi, còn lại mấy mẹ con bác cháu làm mệt nghỉ, hết mệt làm tiếp. Và khi tất cả mọi người đã ngủ yên, tôi vẫn lủi hội ngồi một mình viết viết ghi ghi buồn buồn vui vui của một ngày. Đến 4 giờ sáng tôi vào phòng Misa nằm đọc truyện tiếp chờ giấc ngủ.
5 giờ rưỡi mò lấy thuốc, uống đại để ngủ cho rồi. Tôi uống thuốc đủ thứ, cảm nặng, trúng độc thì chủ sinh triền miên. Đau nhức uống thuốc bắc, không hết thì chủ ngủ, thuốc như kẹo, uống như một thói quen. Uống cho quên đau, quên đời. Và nếu có một buổi sáng đẹp trời nào đó, tôi không mở mắt ra được nữa, thì xin đừng ai ngạc nhiên. Lỗi tại tôi mỗi đàn, lỗi tại tôi đó thôi. Đừng ai suy diễn lòng thòng thêm rắc rối. Đừng bảo rằng chồng tôi thuốc tôi, giết tôi. Rồi mỗi người suy diễn một kiểu, mỗi người cho tôi chết theo một kiểu khác. Kiểu nào, cách nào thì cũng ly kỳ, như mọi người đã từng làm với tôi và với người khác. Cả tuần nay không nấu nướng gì, phần đau á, lại lu bu công việc. Thôi thì bà cái gì ăn cái đó. Mọi người hamburger, riêng mình tôi á, là ăn cơm. Ăn để mà sống thì ăn sao cũng được, nhét bất cứ cái gì cho đầy bao tử là được rồi. Nghỉ được vài ngày lại bắt tay vào việc mới. Miss Bang đã thâu project mới để dành. 11 cái dự án đã thâu xong từ lâu. Để đó có dư được chút á, là tôi lại đổ vào ban nhạc. Chúa thương cho tôi một giọng hát, Chúa có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Tôi gia nhập hội các bà mẹ công giáo, vụ công đoàn ST Columbian, linh mục Mai Khải Hoàng là cha quản nhiệm. Vậy mà tôi chưa làm được việc gì cho hội. Nói ra thêm xấu hổ, tôi có lỗi vô cùng. Khổ cho tôi một điều là các buổi họp thường nhằm vào chủ nhật đầu tháng, lúc 10 giờ sáng. Thường thì giờ đó tôi đang ở trên máy bay hoặc đang ở phi trường chờ tàu. Xấu hổ thêm nữa là tôi không lái xe, đi đâu cũng phải nhờ Đoan hay Misa. Phiền hà cách chi ấy, trên lòng tôi cứ áy náy xốn sang hoài. Nhiều lần xem lễ xong, tôi lẻn về, trốn không dám gặp cha. Khổ vậy đó, tôi có nhiều nỗi bận tâm mà chồng con không chia sẻ được, đành phải ghi trên giấy, trình làng với bà con, mong sự thông cảm, kẻo tôi điên thêm. Đánh vật với đời sống ở đây, đánh vật với con cái, không điên cũng ổn. May mà thuốc ngủ đã giúp tôi quên được rất nhiều điều. Thật vậy, 30 năm qua tôi uống liên miên nên bây giờ ruột để ngoài da, nói trước quên sau. Ai nói gì với tôi, chỉ vài phút sau là tôi quên hết. Bạn bè biết tính tôi, biết cái bệnh của tôi nên giận mãi cũng chán, bèn không thèm để ý nữa. Tôi lại không nhớ cả ngày tháng luôn, cả đồng hồ tôi cũng liền luôn. Thế là không biết gì cả. Thấy trời còn sáng thì đó là ngày, trời tối là đêm. Thế thôi, tôi khổ đấy đủ, tôi vui đấy. Bạn bảo tôi điên, tùng gian thì không. Mai đâu có điên, Mai vẫn còn tỉnh hơn người nữa, tỉnh nữa. Nói thế thì có khi tùng gian phạm này cũng điên, và điên hơn tôi nữa. Nhưng tội gì, được cho là tỉnh hơn người tỉnh cũng mất mát gì đâu. Thầy Thiên nói, bộ bây giờ đến cái điên cũng dành nhau à. Bèn ngồi im cười, điên cũng được, tỉnh cũng được, dốt cũng được, nhưng đừng ngu. Tôi không thích.